Thiện nam tử, ta chỉ được môn giải thoát Bồ Tát tịch tĩnh thiền định lạc phổ du bộ này, như các đại Bồ Tát đầy đủ hết thảy hạnh nguyện phổ hiền, thấu đạt tất cả vô biên pháp giới, thường hay tăng trưởng tất cả căn lành, chiếu thấy tất cả như lai trí lực, trụ nơi cảnh giới của tất cả như lai, luôn ở nơi sinh tử mà tâm chẳng chứa ngại, sớm đầy đủ nguyện nhất thiết trí khắp đi đến tất cả thế giới, đều quán thấy được tất cả chư Phật khắp nghe thọ được tất cả Phật Pháp, phá được si tối của tất cả chúng sinh ở trong đêm dài sinh tử, sinh ra nhất thiết trí huệ quang minh. Mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó Thiện Nam Tử cách đây không xa bên phải Bồ Đề Tràng Có một vị dạ thần tên là Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sinh Người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh tu Bồ Tát Đạo bấy giờ vị dạ thần phổ đức tịnh quang muốn thuật lại nghĩa của giải thoát này vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng nếu có tâm tin hiểu thấy hết phật ba đời mắt người đó thanh tịnh vào được biển chư phật người quán thân chư phật tướng thanh tịnh tra nghiêm một niệm sức thần thông pháp giới đều đầy khắp lô xá na như lai đạo tràng thành chánh giác trong tất cả pháp giới chuyển pháp luân thanh tịnh như lai biết pháp tánh tịch diệt chẳng có hai tướng thanh tịnh nghiêm thân khắp hiện các thế gian thân phật không nghĩ bàn pháp giới đều đầy khắp khắp hiện tất cả cõi tất cả thảy đều thấy thân phật thường quang minh đồng tất cả bụi cõi đủ thứ sắc thanh tịnh niệm niệm khắp pháp giới một lỗ lông Như Lai phóng quang không nghĩ bàn chiếu khắp các quần sinh, khiến họ diệt phiền não. Một lỗ lông Như Lai sinh vô tận hóa Phật, đầy khắp nơi pháp giới, trừ diệt khổ chúng sinh. Phật nói một diệu âm, tùy loài đều hiểu được, khắp mưa pháp rộng lớn khiến phát tâm Bồ đề. Xưa Phật tu các hạnh đã từng nhiếp thọ ta, nên thấy được Như Lai khắp thấy tất cả cõi chư Phật hiện thế gian, lượng đồng số chúng sinh, đủ thứ cảnh giải thoát, chẳng phải ta biết được. Tất cả các Bồ Tát vào một lỗ lông Phật, giải thoát diệu như vậy, chẳng phải ta biết được. Gần đây có dạ thần tên hỉ mục quán sát, ngươi nên đi đến đó hỏi tu Bồ Tát hạnh. Bấy giờ, thiện tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi.